Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng em đến với clip mới nhất của anh Tùng ngày hôm nay. Đầu tiên Tùng kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em vừa tuyển về nhà anh em ạ và vừa cho chim ra lồng. Em tuyển được cho anh em một ít bổi bẫy đấu hàng VIP anh em nhé. Chim thì của Trùng Khánh Cao Bằng anh em ạ. Hôm nay có về được một ít bổi đẹp, em vừa mới tách ra lồng và bắt đầu vào cám chuối cho các em đó anh em nhé. Đây, đứng xa cho anh em xem, hót rong róc luôn. Riêng chim bổi bẫy đấu này kẻ vừa tách lồng, hót rong róc luôn anh em nhé. Chẳng qua là mình đến gần nó vẫn có độ sợ ấy. Nó chưa dám ra hết cái bóng bộ của con chim đâu. Gọi là em sẽ quay sơ qua bóng bộ một vài em trước để chia sẻ cho anh em. Anh em cứ cố gắng xem hết clip của em để lựa chọn cho mình gọi là những con chim anh em cảm thấy phù hợp anh em nhé. Nói chung là chim em Tùng tuyển cho anh em ấy đa số là toàn bộ nhà những con chim bổ đẹp, bổ VIP, từ bóng bộ đến chất lượng. Em bảo hành mọi tật lỗi cho anh em và bao cho anh em là con chim bên tay anh em khỏe mạnh và chuẩn chim anh em nhé. Hôm nay thì em sẽ quay sơ qua cho anh em một vài bé rất chiều, ok, một bé có một bé màu lân cui anh em này. Đây, một bé màu lân cui anh em nhé, lân cui này. Có một em thì yếm đây, đen xì như hai viên than luôn anh em nhé. Em sẽ quay một số bé để chia sẻ cho anh em đây. Có một bé màu đinh tê này, đinh tê anh em này, đinh tê này. Và đây, em này màu dày như ngón chân luôn, yếm đen xì. Và một bé màu lân người dài này, siêu dài anh em này. Đây, để em quay cam mặt sau để cho anh em nhìn rõ hơn anh em nhé. Nhiều khi nhìn này anh em không thể nhìn rõ con chim được. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký anh em nhé. Đây, sau đây em sẽ quay mặt cam này để quay chi tiết một vài em cho anh em, và em cũng báo giá công khai trên clip. Anh em ưng em nào thì cứ như máy alo trực tiếp số tại em Tùng nhé. Đây, em quay tạm cho anh em trước một vài bé anh em nhé. Đầu tiên em có đánh số là T10 này. Một bé màu đinh hầu bò, yếm đậm đen xì, cực kỳ VIP, đầu thủ to anh em ạ. Để chim thì vừa mới tách ra lồng ấy. Vừa về nhà em tách ra lồng cho để quay sơ qua bóng bộ chia sẻ cho anh em. Gốc màu siêu dày anh em ạ, mặt dữ, bộ cực kỳ đẹp anh em nhé. Đây, con chim mới về nó vẫn còn hơi có độ hoảng ấy, nó chưa dám ra hết bộ đâu, nhưng mà bọn này đứng xa phát nó hót trong dốc anh em ạ. Em đứng gần ấy, cầm điện thoại em dí sát vào nó, đâm ra là nó cũng không dám hót đâu. Còn bình thường đứng xa ra một tí hót ầm ầm anh em ạ. Đấy, ngay lúc đầu tiên em đứng xa em quay sơ qua anh em ấy, đua nhau hót luôn. Hầu VIP không anh em? Hầu to khủng luôn, con này nó lên bộ hót thì cái hầu nó thì VIP, yếm đen xì luôn anh em ạ. Đấy, em chim số T10 này là em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1.600.000 anh em nhé. 1.600.000. Đấy, anh em thấy ưng như mẫu chim anh em một chơi thì anh em cứ máy alo cho em. Chim em tuyển của Cao Bằng thì toàn bộ là bộ to dài đẹp hết anh em nhé, không có chim bộ nhỏ. Đấy, tiếp theo là đến bé T2 đây. Một bé màu đá lân, lông mỏng tang luôn. Con này là bộ to dài lông mỏng, trường chim, màu đá lân. Như con này mà lên hẳn bộ anh em, nhìn em đứng gần này thì nhìn nó đá lân thôi, nhưng mà lên bộ nó là một con màu lân đấy anh em ạ, chứ không phải là đá đâu. Rất đẹp luôn. Đây, em quay chi tiết cận cảnh này cho anh em có thể thẩm này. Toàn bộ chim già rừng anh em nhé, chân tay già đét luôn. Trường chim cao cầu, lông mỏng, mặt dữ. Em T11 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1.500.000 anh em nhé. 1.500.000. Anh em thấy ưng em nó thì cứ alo cho em. Rất đẹp. Thế mồm kìa vẫn còn đang dính chuối à. Chưa cho tắm táp gì, cho luôn ra lồng để vào cám chuối cho các em nó anh em ạ. Và đây là đến bé T12. Một bé màu đinh tê anh em nhé, đinh tê, bộ to dài rất VIP. Những con chim này mà một vài ngày ấy, em
nó ra bộ luôn khác nữa anh em, chỉ cần gọi là 2-3 hôm đến ngày thứ hai nó đã khác một trời một vực rồi anh em nhé. Đây chim mới về là em quay luôn cho anh em, con chim như nào là cứ chia sẻ luôn cho anh em. Thì chim toàn bộ là chim bổ tuyển bẫy đấu, em tuyển chọn rất kỹ từng bé một anh em nhé, đâm ra anh em yên tâm về cái độ chuẩn là chim bẫy đấu. Em thì nói không với chim lưới, nói chung là tiền nào của đấy thôi. Chim bẫy đấu hàng tuyển đẹp thì giá thành nó cũng không có rẻ, nói chung cũng không đắt không rẻ anh em nhé, nó phù hợp. Đấy, em chim T12 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1,2 triệu anh em nhé, 1,2 triệu. Đấy, anh em cứ xem và thẩm thêm thấy ưng em nó thì cứ alo cho em. Và em cũng nói luôn trên clip này, nhiều anh em cứ vẫn thắc mắc là giao dịch nào, em thì em nhận chuyển khoản đủ anh em nhé. Anh em ưng em nào thì cứ alo cho em và chuyển khoản đủ, em vẫn có ship đi mọi miền tổ quốc cho anh em yên tâm. Đây, và đến bé T13 anh em nhé, một bé màu lân, lân cong luôn anh em ạ, gáy ngựa, con này siêng lắm, đứng ở xa nó siêng cầu lắm anh em ạ, rất chi là siêng cầu, rất mau cầu mà vút theo gáy. Con này là cánh sẹ, cánh gà tre đấy, con này cánh gà tre đuôi thắt. Đấy, rất mau cầu anh em nhé, con chim này rất mau cầu, đẹp chưa anh em. Con chim em tuyển rất chi là ok, anh em yên tâm là bất kể con chim nào đều tố chất hết anh em nhé. Và anh em gọi anh em bỏ thời gian ra anh em gột rũa thôi, vì toàn bộ là chim mà chim già rừng bẫy đấu, rất đẹp ok anh em ạ. Đấy, em T13 này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1,4 triệu anh em nhé. Đây, và tiếp theo là đến em T14, một em màu lân cui anh em nhé, lân cui bộ khủng, màu dày cộp, dày như con chân luôn anh em ạ, chân giá đét luôn. Con chim này phải tầm 3 vụ dở ra anh em nhé, con này ít nhất là 3 vụ anh em ạ, siêu già luôn, đầu thủ to, mặt dữ, gốc màu siêu dày, một bé màu lân cui, nó lên dựng bộ lên nhìn vip lắm anh em ạ. Đấy, anh em có thể là em quay sơ qua này, anh em có thể là thẩm thấy này, cái bộ màu này, form dáng con chim, chim thì vừa cầm tay ra lông lá nó không được đẹp đâu anh em nhé, chim bẫy đấu thì sập vào lồng bẫy nó mắc mắc lưới bẫy, đâm ra là cái lông lá nó không được đẹp đâu, gọi là chất con chim thôi. Anh em về cho tắm một vài hôm là lông lá là ok ngay. Cái bé T14 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1,7 triệu anh em nhé, bé màu lân cui 1,7 triệu. Đấy, thực ra những con chim này em chỉ cần để 1-2 ngày nó ổn định nhé, nó yên tĩnh lại, nó chơi ầm ầm kè, chim nó chơi ầm ầm thì giá lại khác ngay anh em nhé. Gọi là chim vừa về để em chia sẻ cho anh em giá tốt để anh em cùng chơi luôn. Và tiếp theo là đến bé T15, một bé màu đá lân, thái độ rất chìa tốt anh em nhé. Đây, em thử kè thử thái độ tốt nha anh em ạ, rất chìa đẹp trường chim. Đấy, bé T15 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1,2 triệu anh em nhé. Bé T15 chia sẻ cho anh em với giá là 1,2 triệu. Toàn bộ là chim già rừng hết anh em ạ, em tuyển rất chi là kỹ từng bé một, đâm ra là anh em yên tâm là chim phải ngoài 2 vụ em mới tuyển. Còn chim non rừng, ví dụ như vụ năm ngoái nó mới lên thành má đỏ, vụ năm nay bắt đầu là nó lên thành má đỏ là non rừng, nó nhiều khi nó cũng chưa gọi là chưa cứng chim đâu, em không tuyển những loại chim đấy anh em nhé, loại má lỡ này em không tuyển. Bé T15 em chia sẻ cho anh em giá 1,2 triệu anh em nhé. Tiếp theo là đến bé T16, một bé màu đá lân, bộ to. Đấy, vừa cho chuối vào đang mổ ăn anh em ạ, chất lắm anh em nha. Chim toàn bộ chim bổ bế đấu, em nói với anh em, kể cả bây giờ chưa ăn cám nhưng mà kè chớm kè con nào vào phủ một tí, kè vào thái độ ầm ầm luôn. Đấy anh em thấy chưa, thái độ tốt luôn, dướn bộ to dài, con này chơi cánh tốt lắm anh em nha. Em để ý lúc em đứng xa con này chơi cánh ruồi cực kỳ tốt luôn. Đấy, thái độ tốt chưa anh em,
trống như ông cụ luôn, cực kỳ già. Đây, bé T16 này thì em chia sẻ nhanh cho anh em với giá là 1 triệu rưỡi anh em nhé, 1 triệu 500. Chim rất chi là ok anh em ạ. Như ở ngoài Bắc em mấy hôm nay thời tiết nó lạnh lắm anh em ạ, nó không ấm, đâm ra con chim nó cũng không lên được hết bộ đâu. Và tiếp theo là đến bé cuối cùng, bé T17, một bé màu đá lân yếm đen xì như hai viên than anh em nhé, đen xì luôn, đen kít luôn. Con này mà gọi là thêm một tí nữa thì gần như khóa cổ anh em ạ. Đấy, thêm một tí nữa thì gần như yếm khóa cổ, đen xì luôn, to như hai ngón tay cái hai bên, nó đen xong rồi đậm chứ nó bản yếm lại to nữa chứ không phải là đen xì không đâu anh em ạ. Màu dày đá lân, nó lên bộ là cũng màu lân khá cong đấy anh em ạ, để nó chưa ra hết bộ đâu. Bây giờ yếm đen xì luôn. Con này có lưng tôm. Thế bé T17 này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1,7 triệu anh em nhé, 1,7 triệu. Em yếm đen xì gần khóa cổ anh em nhé. Đầu mặt cực kỳ dữ luôn, màu đá lân, bộ to, lông mỏng. Đấy, chim về thì em đứng sát này nó vẫn sợ sệt, thì chim bổi như thế mà. Nói chung là chim bổi thì gọi là sơ qua cái hình thức con chim cho anh em thôi.